Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có cái lô sam trái các bạn. Sam trái này thì mình mới vô cái bầu nè. Thì đâu được trăm mấy chục cây gì đó. Cái cây sam trái này các bạn thấy thì nó giống như cây lúc trước mình vô luôn các bạn á. Nó có cái co nè. Đó, làm cây đổ mà vô chậu ôm tượng mà mình có demo các bạn xem đó. Để tí nữa mình cho các bạn xem lại cây đó ha. Thì nhưng mà lúc trước thì các bạn thấy mình là cái cây nó nhỏ hơn cây này nhiều các bạn. Hôm nay cái cây này bự lắm. Thì cái co của nó các bạn thấy nè. Thì nó hình như là nó bẻ, người ta bẻ một kiểu một các bạn ha. Đó, thì cái cây này thích hợp cho mình làm đổ keo ha. Cái này thì mình vô chủ yếu là mình vô cái bầu thôi các bạn. Về thì cái bầu này mình đã trộn cát xi vừa chắc trồng nguyên thoại sẵn rồi. Thì các bạn nếu mà mình về á, mình giao lưu cái này á, thì mình để trong cái bầu này luôn đi cho nó lên nó mạnh đi, nữa mình dỡ lên cái mình bỏ vô chậu. Còn nếu mà không, các bạn nào muốn làm liền thì cũng về mình cũng nhổ ra làm liền được các bạn. Nhổ ra xong rồi lấy cái chất trồng này luôn, mình trồng vô cái bầu lại luôn, y như cũ luôn ha. Đó, thì vẫn được. Cái cây sam trái này á, thì mình vô lưu các bạn là 350.000 cây các bạn ha. Nó bằng cái giá lúc trước mình mà mình cũng vô lưu các bạn 350 luôn á, nhưng mà cây này bự hơn nhiều á. Cây này á là bự hơn cái lúc trước nhiều lắm bạn đó. Còn cái gốc á thì mình thấy nó cũng tương đối à ha. Cây nó cũng là ná nhau đó, cũng có gốc rồi cũng có đế gì đó. Thì nói chung là cái đế này thì cây nào cũng có, nhưng mà nó bự lắm. Ở trong đây cũng có một số cây nó hơi nhỏ hơn chút nè, ví dụ như cây này nó hơi nhỏ hơn nè. Thì các bạn thấy là nếu mà bạn giao lưu 350.000 á thì cũng chung là không có nhiều cây nhỏ, mà nhiều cây nhỏ thì chắc cũng có chục cây, mười mấy cây gì đó hả. Thì nói cũng chỉ có thể bớt cái cây đó được, còn đa số là cái bự luôn bạn nè. Trên đây có cây nhỏ nè bạn thấy không đó, cây này nó bằng cái cây lúc trước mình giao lưu luôn á nè. Đây cây đó nè, còn toàn bộ là cái bự không nha các bạn. Ha. Bự không à. Đó. Nè các bạn thấy là cái tay mình để vô thì các bạn biết rồi. Ha, nè cây này nhỏ nè. Đó, này lâu lâu nó có cây nhỏ gì đó. Còn đa số là các bạn có cây bự chà bá luôn các bạn nè, những cây này là bự lắm. Thì sam trái các bạn biết là trồng tới bên lớn đây đó, tầm khoảng 3 năm nha các bạn nó mới bự được chị nè. Lâu lắm, lâu lớn lắm ha. Thì các bạn có thể gọi công viên để mình giao lưu cái này. Thì để mình cho các bạn xem lại cái cây mà mình lúc trước mình demo á, làm demo á, ngày hôm nay là nó cũng thành phẩm chơi được các bạn đó. Còn các bạn giao lưu cây này thì có thể gọi công viên nhanh, chứ còn không có nhiêu cây các bạn ơi. Ở đây mình có mấy cái cây mà nè, cái cây này là cây không có uống các bạn, nằm trong lô luôn ha. Bộ rễ thì cũng đẹp, nhưng có cái là không uống. Thì các bạn nào mà chơi cây rừng đó, 5 cây, 7 cây, 9 cây gì đó, mình trồng nguyên một cái tiểu cảnh rừng đó bạn, thì có thể liên hệ công viên lấy cái này. Đó, giá nó cũng giống nhau các bạn, tại vì cái cây này là cây bự hết cây rừng này nè. Nè các bạn thấy mình được cũng đâu 20-30 cây rừng gì đó. Bạn có thể làm cái tiểu cảnh rừng thì lấy được luôn ha. Cao thấp gì đó. À, nó là cây trực nhưng mà nó ngu nằng già khú các bạn ơi. Đó, mình có thể mình tạo cái tiểu cảnh rừng được. Các bạn thấy cái bầu nè. Cái bầu này là khi mà trồng mà nó ăn xuống đất á, này xuống đất nó lớn quá thì cái bề rễ để con trong đây nó hết rồi, nó đi cái rễ lớn ở đây nè các bạn. Thứ hai nữa là cái phần đất mà trồng này nè, nó là ở ngoài nó cát các bạn, thành ra khi mình muốn giữ luôn cái bầu này để mình về mình bó lại mình giao lưu với bạn liền á, nhưng mà ở đây nó bị tột cát hết rồi, thành ra chùi lũi nè. Bây giờ thành ra thêm một công đoạn nữa đó bạn vô. À, hiện giờ là anh em đang vô cái bồn mới ha. À, vô mới lại thì trong bồn mới là mình đã trộn vào chất trồng á, thì cũng có cát rồi bạn. Nếu mà các bạn giao lưu cái lô này về á thì mình nên để cho nó cứng cái cây luôn bạn, cho nó lên cứng cây đi tầm khoảng 2-3 tháng gì đó. 2-3 tháng nó sẽ có cái bộ rễ trong cái bồn mới á. Lúc đó các bạn rút lên thì nó sẽ có một số rễ con đóng ở trong cái bồn mới này nè. Rồi mình mới vô cái chậu các bạn ha. À, chứ mình không nên đem về vô liền. Các bạn nào nếu mà tay nghề mình ngon lành cứng ngắc á, vậy mà kích thúc kích rễ gì đó có cái cách làm thì mình nghĩ là làm được á, chứ không dỗ ra làm luôn. Còn anh em nào mà ít khi làm nó thì mình nên để đi
ha. Đó, mình không có rầm lắm thì mình nên để như trong cái bồn mới của mình đi, tầm khoảng 2-3 tháng các bạn, cho nó ăn vô cái bồn mới nó có cái số rễ chám đi, cái lúc đó cái mình nhổ lên mình bỏ vô chậu quán kịp ha. Thì cái loại cây này nè các bạn thấy là mình đã làm cái clip hồi lúc trước mình giao lưu với bạn đó, thì mình cũng đã làm clip mình chia sẻ với bạn là cái cách mà trồng rồi, nhiều cái cách trồng các bạn. Cây dáng trừng này không nói đi, cái co này nè, thì giờ một là cái đổ nè, hai á là cây làm tiểu cảnh và phối lên cái tiểu cảnh, thì mình đã làm rồi ha. Rồi một cái nữa đó là để vô chậu đổ, chậu ông tượng các bạn, nhưng mà đợt trước thì cái cây nó hơi nhỏ, mình kéo cái co này ra được nè, còn cái đợt này á thì cái cây nó hơi lớn rồi, mình kéo ra cái chậu ông tượng cũng được á, thì các bạn có thể cắt ngắn nè, ví dụ như cái con nó dài ra mình cắt ngắn lại đây nè, bỏ lấy hai co đó bạn. Từ đây á các bạn thấy, từ đây thì nó đâm cái cành ra nè, giống như vậy ha, đây những cái cành mà nó đâm ra thế này nè, thì các bạn có thể uống mình gài vô cái tay ông tượng cũng rất là dễ mà ha, dễ làm không khó. Thứ hai nữa là gì, thứ hai nữa tạo thêm độ giót các bạn, bởi vì các bạn thấy cái cây này nó trên dưới nó cũng không có được, nó không được giót lắm, tức là trên dưới không được nhỏ lắm nè các bạn, không muốn bằng nhau luôn á. Thành ra khi mình cắt giật cái đoạn này mà mình uống là một cái đoạn mới, cái đọt mới mình dài vô cái tay ông tượng á thì rất là hay luôn các bạn ha. À, hơi chậm một tí nhưng mà đẹp, đẹp cây các bạn chứ không xấu đâu. Đây cây chậu ông tượng cũ nữa các bạn, nhớ không đó, lúc mà mình làm là mình vô dây, mình vô bằng cái dây nhôm demo á, thì bữa nay là cây này nó muốn thành phẩm rồi, nó lên lum tùm lắm nha các bạn, lên dữ lắm đó. Mình cắt mình chỉ còn chưa có mấy nhánh thôi ra, các bạn thấy nó chưa lũi thế này nè, nè cái cục bộ rễ của nó là mình nó còn nằm trong đây nè, thấy không, lúc cái này là mình rút lên chỉ có chút xíu thôi nè, bạn thấy cái cốt của nó ở đây nó xíu thôi, cái củ ở trong thì nó còn hơi bự ha, nè các bạn so với cái cây này nó bự lắm nè, lấy này cho các bạn xem cho nó rõ ha, đây nè bự chà bá luôn, thấy không, chỗ đây nè đó. Thì bây giờ hồi đó cái cây này nè các bạn thấy là mình tháo ra thì cái ngọn nó tới đây dài vô cái tay ông tượng nè, nè là nó nhỏ lắm, thì cái chậu này nè mình về mình ép vô cái chậu ông tượng này vẫn được các bạn, nhưng mà cái co này các bạn thấy đó, thì mình không có gài được thì mình cắt ngay đây nè, cắt ra nó đâm một cái chòi ra thì mình gài vô đây vẫn được các bạn. Còn nếu các bạn muốn ngon nữa đó thì mình mua cái chậu ông tượng này nè, lớn hơn tí nha các bạn, chậu ông tượng này có loại lớn nữa, size này là size vừa nè, xe này là nằm chính giữa các bạn, còn một cái xe lớn hơn nữa thì nó cái miệng này nó hai tắc nè, còn cái miệng này chỉ có 1 tắc 8 thôi đó, thì nó lớn hơn thì mình có thể mình đưa này vô vừa hết luôn các bạn đó, ha đó. Thì nếu bạn nào thích vô chậu tượng vẫn được, còn không làm tiểu cảnh vẫn được, để mình cho các bạn xem lại cái cây mà mình để lên trên cái mâm mỏng chứ không phải là tiểu cảnh đâu, mâm mỏng để mình lấy vô cho các bạn xem á. Các bạn thấy cái cây sam nè, chung một lứa mà mình giao lưu với bạn đó, không biết các bạn giờ cây nó của bạn ra sao rồi đó, mình ở đây cũng ngon đó các bạn ha, ăn không được chứ thấy cũng ngon đó, thấy không, à, mứt ruột luôn ha, rồng kêu quá trời các bạn. Bỏ mình vô phân hữu cơ, các bạn thấy mình phét lỗ mình bỏ phân hữu cơ đây nè, nó chết rồng luôn mà, chết thanh sâu rồng của mình nè, cái rồng kêu nữa mà thấy nó lên cao thấp á, nhìn thấy đã lắm. Ha, xanh rì hết trơn nè, cành nhánh nè, cứng hết trơn luôn các bạn. Ha, thì cái cây này á, là một trong những cái cây mà nó có dạng này nữa các bạn, nhưng mà người ta bẻ nó cái con nó hơi thưa đó, cái con này nó hơi ngắn nè các bạn thấy nè. Đó, nhưng mà nếu mà cái con này mình vô đây mình chơi vẫn được các bạn, mình trồng nó cao lên vậy nè, đó, thì mình tạo cái chớp này nó hơi cao lên nè, nó chẳng là cái quá ở đây nè các bạn thấy, ở đây là mình có thể mình uống một cái co ra đây bẻ ở đây, đó ở đây mình uống nhánh phóng ra thì dựng ngọn lên các bạn ha, ở đây thì mình có thể mình bẻ co thưa nè, trên đây mình có thể mình dựng đỉnh lợp theo nè, thì cái này nè nó vẫn ra cái cây như vậy, mà có thể nói là cái này nè, những cái con này nè nó đẹp hơn cây này các bạn. Cái cây này là một trong những cái cây mà nó bị đơ, bạn thấy nó bị đơ xấu quắc hà, mình mới đem mình bỏ ở đây mình chế nó lại nè, không thấy không, à, toàn bộ cái đoạn này nè đó, chứ không phải là cây này cái đẹp đâu các bạn. Khi mà mình giao lưu á, mình giao lưu các bạn là những cái cây co đủ co hết đó, co gác mình giao lưu, những cái cây mà nó bị lỗi nó dở á, mình để lên mình làm demo cho bạn xem thôi, chứ không phải là mình chữa cây đẹp đâu. Thành ra những cái cây trong đây á
đa số là nó là cây đổ các bạn, hoặc là cây bay, mà cây bay ngang nè các bạn thấy thì nó khi mà người ta bẻ nó ngang cái chậu, cái miệng chậu thôi. Nhưng khi mình trồng các bạn thấy mình nâng lên thì các bạn tưởng tượng ở trong cái mâm này thì nó, mình nâng lên thì nó ở trên nè các bạn thấy chưa. Đó, cái điều quan trọng là cái co này nó đã có mà, so với con này vẫn đẹp hơn đó, thì mình nâng cái này cao lên. Nhưng mà các bạn có thấy á, cái cây này nè, nó tới đây nó lên này cái chóp, khi mà chưa mình chưa có uống cây này ra mà thấy nó kỳ cục lắm. Nè quay gần lại một tí. Đó, và nhìn thấy không, tức là nó không ra cái cây. Đó, nhưng mà khi mình làm kính tàn rồi thì nó rẳng, nó vẫn ra cây các bạn. Cái cây này cũng vậy nè. Các bạn thấy nè. Nhìn này không có ra cái gì hết trơn á. Nếu mà mình cắt đó thì thường thì mình cắt ở đây đi. Cái đoạn này nữa bạn làm dựng đỉnh nè, là nó thành cái chóp của cây này nè. Thấy không? Còn cái chỗ đây chống lỏng á thì bạn thấy toàn bộ chỗ đây không lỏng thì mình có thể mình lấy từ ở đây mình lấy cái một nhánh dâm mình quánh ở đây một hai co để mình kéo tán cái kính đây thì các bạn thấy là nó liền với nhau hết trơn. Nó liền hết. Mặt đây mình cũng dựng lên đỉnh mình kéo xuống thì nó liền khối luôn. Ở đây nó hơi trống thì mình cũng đưa lên mình cũng làm tán thưa thưa thôi. Thì nó sẽ ra cây thôi. Ủa nói sao dễ quá không biết làm được không à. Rồi. Hôm nay thì có mấy cây cho bạn vô lưu bạn ha. Những cái cách làm thì tắt đành tật hết trơn rồi. Đó. Mình chia sẻ hết rồi đó, không giấu gì cho ha. À, thì mình mong các bạn mà giao lưu cây của cô Duyên á, bỏ cô Duyên nhé bạn. À, mình quên giới thiệu các bạn những cái mặt cắt nè, bữa nay nó mới bắt đầu liền nè. Còn cái cây này các bạn thấy không? Còn các bạn cắt liền cho rồi. Nè, đặc biệt cái này nó muốn nặng các bạn. Nó muốn thành cái cây sam nu á, bạn có thấy sam nu không? Thì mình nghĩ cây này không thua sam nu ha. Đây nè. Không thua sam nu đó các bạn, muốn nặng luôn liền chứ nè. Do là cái anh chồng này nè, anh chồng không cắt tỉa thường xuyên các bạn, cái núi cốt này thôi liền cho này thành cái nâu luôn ha. Đó, đẹp hơn cây lúc trước nhiều. Rồi các bạn có thể gọi cô Duyên ở đây có con cây hơn 100 cây các bạn ha. Rồi, cô Duyên bác cũng nhanh lắm đó ha. Thì mình chúc các bạn giao lưu được cây về liền về cái mình có cách mình làm cho nó đẹp cái cây để mình chơi ha. Rồi mình xin chào, hẹn những cái video tiếp theo nha.